Hôm nay Thiên Đường Ca Cảnh xin giới thiệu đến các bạn mẫu cái drum mini nhé. Mẫu drum mini xài cho mấy cái hồ cá rồng nè, mấy cái hồ cá koi mà tầm 5 khối nước đổ lại. Ví dụ như ở đây mình test trong hồ cá rồng tầm 1 khối nước nè. Mình sử dụng cái bộ lọc tràn dưới nha các bạn. Sử dụng toàn vật liệu lọc của hãng Mountain Tree. Về nguyên lý của lọc tràn dưới là nước từ trên hồ sẽ tự tràn xuống cái bộ lọc tràn dưới. Sau đó có một cái máy bơm, ở đây mình đặt ngang bơm, nó sẽ bơm ngược lại trên hồ. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Ở đây là cái máy bơm, nó bơm ngược lại trên hồ thì mình sẽ cho nó, khi mà bơm vào hồ mình cho nó chạy qua cái drum. Chạy qua drum. Drum này nó sẽ tách phân nè, tách thức ăn và cặn bã dư thừa, rác rưởi, nó tách về, nó trả về cái máng này. Còn cái nước từ máy bơm chạy nó sẽ chảy ngược về hồ đây. Ở đây mình đi đầu ống 27 để nối vào cái drum nhé các bạn, đầu ống nước. Ống nhựa 27. Các bạn cực kỳ lưu ý nhé. Cái drum nó nhỏ mini thế này nó chỉ chứa được lượng nước là những cái máy bơm mà khoảng 5.000 lít trên giờ nhé. Những máy bơm mạnh hơn thì nó sẽ tràn nước ra ngoài đó nhé các bạn. 5 đến 6.000 lít trên giờ thôi. Tốt nhất các bạn nên sử dụng những máy bơm có hiệu có cái adapter điều chỉnh công suất mạnh nhẹ nhé, cho dễ sử dụng. Đó, mình xin nhắc lại nguyên lý cơ bản của cái drum này là nước các bạn bơm, thay vì gắn vào cái túi lọc các bạn cho chạy thẳng vào cái drum này luôn. Thì trong đó hệ thống nó hoạt động, nó sẽ tự tách phân nè, tách rác rưởi nè, tách thức ăn dư thừa và một cái máng. Cái máng này các bạn nên đặt một cái tấm bông để nó lọc sạch lại cặn bã hơn. Rồi sau đó mỗi lần nó lâu lâu mình vệ sinh đó thì mình lấy cái máng này ra vệ sinh thôi nhé. Bây giờ mình sẽ mở máy ra, mở hộp máy ra cho các bạn xem về cái cấu tạo hoạt động của nó. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn coi. Đây, nó có đèn UV phát sáng này, nó có tích hợp sẵn đèn UV nhé các bạn. Đèn UV có công dụng là làm trong nước diệt khuẩn và chống ra nó diệt rêu tạo xanh. Còn cái drum này nó sẽ xoay tròn, nó có cái màn lưới mỏng ở trong đó, nó sẽ tự tách phân nè. Đó các bạn thấy thức ăn nè, tự nó tách, nó chặn lại hết. Nó sẽ tự tách phân vào một cái khay và nó cái phân đó nó sẽ chạy ra từ đường này và nó rớt xuống cái khay này để chặn lại. Lâu lâu các bạn lấy tháo ra vệ sinh nhé. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thiendườngcacanh.com. Mình xin nhắc lại một số điểm lưu ý là đi ống nhựa mềm 27 đầu vào, đi máy bơm tầm 5 khối nước trên giờ đổ lại thôi nhé các bạn. Vì nếu mà máy bơm mạnh quá nó sẽ tràn ra cái drum này mất 5 khối nước. Nên chọn những máy bơm mà có điều chỉnh công suất. Những máy bơm đó thì các bạn có thể xem trên cái kênh YouTube Thiên Đường Ca Cảnh để lựa chọn. Đây, nước nó sẽ trả về lại hồ nhé các bạn. Còn phân rác rưởi và thức ăn sẽ bị tách ra phần này. Mọi chi tiết các bạn truy cập website thiendườngcacanh.com để xem thêm về nhiều cái sản phẩm khác. Các bạn nhớ đăng ký subscribe để theo dõi kênh YouTube của Thiên Đường Ca Cảnh và để cập nhật được nhiều cái sản phẩm mới nhé các bạn. Thân ái chào các bạn.